Nhà tập thể chung cư Quang Trung cũ đã từng gắn bó với người dân thành phố Vinh như một chứng tích lịch sử. Đây được coi là một trong những công trình tầm vóc đầu tiên của thành phố sau ngày đất nước giải phóng. Với mỗi người dân thành phố Vinh nói chung và phường Quang Trung nói riêng, thì nhà tập thể chung cư Quang Trung cũ là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm, những ký ức không thể nào phai mờ. Từ cái tranh tre nửa mét bước lên ở cái nhà cao tầng, nhưng ở rồi thì mới có nhiều kỷ niệm. Một cái khổ thôi nhưng cũng là một cái nhà. Cho nên là từ ông già cho đến trẻ em, cho đến một cái đại gia đình, nó gắn bó. Mang trong mình những giá trị lịch sử, qua thời gian những ngôi nhà tập thể chung cư Quang Trung cũ hiện đang phải đối mặt với sự tồn vong vì sự xuống cấp. Để giải quyết vấn đề này, đã có những tòa nhà cao tầng hiện đại khang trang được xây mới, thay thế cho khu nhà tập thể cũ. Trước đây thì bản thân ở trong những nhà cũ thì diện tích nó rất nhỏ, mà thiết kế thì lại không phù hợp với lại các cái sự nhu cầu của nhân dân. Nhưng mà sau khi được cái xây dựng mới theo cái thiết kế nhà nước, nhân dân cùng bàn cùng làm, thế nó rất phù hợp với cả cái không gian của gia nhà gia đình, thì bản thân là rất là phấn khởi. Trải qua bao năm tháng, những khu tập thể Quang Trung cũ vẫn luôn có sức hút kỳ diệu với con người thành phố Vinh. Rất nhiều bạn trẻ đã tìm đến những khu nhà tầng cũ để lưu giữ những khoảnh khắc quan trọng của đời người. Với mỗi người dân thành phố Vinh, nhiều người đã sinh ra, lớn lên và yêu mảnh đất nơi đây, họ sẽ mãi chẳng bao giờ quên được, bởi nơi này là một phần quan trọng trong cuộc đời họ. Cái khu chung cư này nó chứa đựng những cái giá trị văn hóa lịch sử hết sức sâu sắc. Sau 50 năm tồn tại, nó đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Đa phần cư dân Quang Trung cũng như là nhân dân thành phố Vinh và giới nghiên cứu chúng tôi thì rất mong muốn nhà nước có một cái hình thức phù hợp để rồi lưu giữ lại, dù chỉ là một phần rất nhỏ hoặc là một phần nào đó của khu Quang Trung này. Là biểu tượng của đô thị văn minh một thời, mai này những cái tên C1, C2 Quang Trung chỉ còn trong hoài niệm. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng vẫn có sức sống bền bỉ trong ký ức của người dân thành phố Vinh. Giờ đây họ đang gói ghém những kỷ niệm để hòa nhập một không gian sống mới với nét phóng khoáng của một tầm cao mới.